Anh ơi, em tự học làm nhạc một năm rồi mà em vẫn chưa hoàn thành được một bản nhạc nào cả. Có cách nào để khắc phục không anh? Ok. Cái cách để khắc phục cái mong muốn của bạn là bạn lên trên trang học viện âm nhạc.com và bạn xem hết những cái khóa học cơ bản của mình từ A cho đến Z. Có những cái thứ mình chắc chắn là bạn mò một năm rồi thì chắc chắn nó có những cái thứ mà bạn đã học rồi. Cho nên là bạn xem lại bạn sẽ cảm thấy rất là chán. Nhưng mà tin mình đi, trong những cái mà chán đấy thì nó sẽ có những cái thứ mà bạn bị thiếu, bạn sẽ bị sót và bạn bị hỏng. Thì bạn hãy xem cái đấy cho mình. Bạn cứ xem từ đầu đến cuối đi đấy. Cái nào mà trùng rồi thì mình để đấy. Còn nếu là cái nào mà chưa trùng thì mình góp nhặt vào, mình hệ thống lại kiến thức để mình có được một bản nhạc đầu tiên cho riêng mình. Và mình nghĩ rằng là cái chương học nó sẽ hiệu quả nhất với bạn, đó chính là cái chương gọi là xây dựng bố cục. Thì bạn sẽ học được cái tư duy làm sao để mình có được một cái bố cục, một bài nhạc full hoàn chỉnh 3 cho đến 4 phút, thì mình lúc đấy mình sẽ có được một bản nhạc đầu tiên. Cũng có một cái rất là hay đấy là cái việc mà anh em đăng ký những các cái khóa học của Desert School ấy là anh em sẽ được hỗ trợ một một nhá. Anh em sẽ được hỗ trợ một một, tức là nếu như mình bị vướng mắc ở đâu thì anh em sẽ có thể liên hệ với cả đội ngũ chuyên gia để có thể được hỗ trợ. Đội đội ngũ chuyên gia là có thể là mình hoặc có thể là những các cái chuyên gia khác, họ làm nhạc rất là lâu năm rồi và họ có thể giúp được các bạn đấy. Và đương nhiên là những các chuyên gia đấy phải phải qua mình kiểm duyệt, nếu như họ có đủ trình độ và họ có đủ cái sự tiêu chuẩn để mà có thể 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 hỗ trợ các bạn thì mình mới 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 cho làm. Ok ạ. Đó thì cái việc mà anh em mà được hỗ trợ như thế thì không chỉ là anh em học nâng cao anh em mới được hỗ trợ, mà là ngay cả khi anh em học những cái khóa học miễn phí này, anh em mới bắt đầu từ con số 0 chẳng hạn, anh em cũng có thể được hỗ trợ như vậy. Thì để trong cái quá trình mà mình từ không lên cơ bản thì mình sẽ được nhanh. Nhưng mà cái quan điểm của mình đây, có nhiều bạn mà muốn tự mò chẳng hạn thì mình sẽ cung cấp cho các bạn những các cái khóa học free, những các cái khóa học cơ bản để các bạn có thể tự mò. Tuy nhiên thì các bạn thì nói chung là cũng có người này người kia, thì có người người ta sẽ học cái cơ bản rất là nhanh, nhưng mà có người người ta học cơ bản xong rồi người ta sẽ bị mắc ở chỗ này mắc ở chỗ kia chẳng hạn, thì sẽ cần được giải đáp. Thì cái đấy là trong cái đội ngũ chuyên gia của Desert School chẳng hạn sẽ hỗ trợ các bạn để các bạn có thể đi nhanh, không chỉ là từ cái những các cái lộ trình nâng cao mà ngay cả cái chuyện mà những các cái lộ trình mà nó cơ bản nhất các bạn cũng có thể được đi nhanh hơn. Đấy. Ví dụ trong cái trường hợp bạn bạn đang đang học mà bạn không không hiểu liên quan đến âm dai hay là không hiểu về cách viết hợp âm như thế nào cho nhanh chẳng hạn, các bạn có thể liên hệ để cho các đội ngũ chuyên gia hỗ trợ các bạn một một. Đấy. Và mình tin rằng là ở Việt Nam mình thì không có nhiều trung tâm nào có thể hỗ trợ các bạn, là một là về phần kiến thức và thứ hai là cái phần hỗ trợ một một này nữa. Thì cái này là cái để giúp cho anh em làm nhạc một cách nhanh nhất có thể. Đấy. Và mình thấy rằng là những cái học viên cũ của mình ấy, các bạn cũng gọi là bị tắc ở một vài chỗ, mà sau khi mà các bạn được được coaching, các bạn được huấn luyện riêng như vậy, tức là chữa cái bản nhạc của bạn ý, tức là bạn làm ra một bản nhạc nhưng mà nó chưa được hay, thì bạn hay gửi cái project sang và mình sẽ ngồi mình chữa, mình sẽ sửa cái project đấy và chỉ ra cái việc là tại sao cái chỗ này nó chưa được hay, thì các bạn biết ngay cái lỗi của mình và lần sau các bạn không mắc cái lỗi đấy nữa, thì các bạn đi rất nhanh và những các cái học viên đấy bây giờ gần như là xuất sắc rồi. Ok ạ. Đó. Thì khi mà lúc nào cũng thế thôi, các bạn phải qua được cái bước gọi là làm ra một cái sản phẩm chất lượng thì các bạn mới đến được cái khâu là kiếm tiền. Đấy, nó luôn luôn là như vậy. Quy trình bất cứ một cái ngành nghề nào cũng thế thôi. Bạn phải làm ra một cái sản phẩm gì đấy nó phải cực kỳ tuyệt vời, các bạn mới nghĩ đến cái chuyện là kiếm được ra tiền từ nó. Chứ còn nhạc của bạn, các bạn mà làm vẫn còn vớ vẩn, nhạc mà làm vẫn chưa được hay thì bán đúng là không ai mua cả. Đấy, hoặc là bán 50.000. Cái bài viết 50.000 hôm nọ mình có đăng lên Facebook cũng khá là nhiều những cái người người ta vào tương tác, cũng có chửi nhưng mà đa số là khen. Thì cho nên là mình nghĩ rằng là bài viết của mình có thể giúp cho nhiều người, nhưng mà mình nghĩ rằng là những cái người mà người ta phản cái người ta kiểu là người ta phản ứng tiêu cực ấy là đa số là do là cái việc là người ta không không đọc hết bài viết, người ta mới chỉ đọc được một hai câu đầu thôi, người ta comment luôn, tức là chửi luôn chẳng hạn, thì gọi là tay nhanh hơn não. Thì thôi mình chắc là kiểu không có duyên để mà nhận được cái thông điệp mà mình muốn truyền tải. Mình cái status đấy mình chỉ muốn truyền tải một cái thông điệp đấy là nếu như bạn có trình độ thì bạn đừng lấy giá rẻ, nó chỉ là như vậy thôi. Nhưng mà nhiều người người ta không nghĩ vậy, là đấy là bởi vì là người ta có trình độ nhưng mà người ta lại làm với cái giá rất là thấp. Đấy thì có hai chiều hướng, một là hiểu rằng là mình đang có trình độ cao như vậy mình phải tăng giá mình lên, nhưng người ta lại hiểu ngược lại là mình đang nói rằng cái việc là người ta đang làm nhạc rất là dở. Đấy, tức là người ta đang làm nhạc phân khúc thấp, cho nên là mình đang nói rằng là người ta đang đang làm nhạc chất lượng kém, chất lượng dở. Đấy, đấy là người ta hiểu ngược lại ý của mình. Ok rồi.